sản phẩm đèn LED cho xe máy. Bộ hai LED RGB có remote. Có chỗ nào được thì em sẽ phù hợp. Sản phẩm. Đây, sản phẩm của chúng ta. Một cái hướng dẫn. Một cái remote. Này thì có rất là nhiều màu, nhiều chế độ chỉnh nữa, tăng độ sáng, giảm độ sáng, nhiều màu, điều khiển từ xa, lắp xe máy thì rất là đẹp. Thì khi test, giờ mình sẽ đi test.